Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Chúc toàn thể tất cả các bác một ngày mới mạnh khỏe và đi vào rừng để săn bắt được nhiều thú vui chơi nha. Sau đây là em cho các bác vào xem em cái chuyên cày cáo đôi thằng tưng chọc trời luôn. Dừng 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 dừng. Đây. Hôm qua mình vừa để em cái này. Cả 4 mát. Đẹp không anh nhỉ? Cái này cũng khá là đẹp. Đôi thì ngắm tốn nha, đôi chọc trời rồi anh em nha. Hiền lành luôn. Đây. Quá hiền rồi anh em ạ. Đôi ngắm tốn nha. Đấy. Đang lấy đực nha, không cho đực nó phới. Đang đến lúc lấy đực anh em ạ. Ngược nở quá to luôn. Đấy, đuôi nó ngắm tốn này này các bác này. Đấy. Chạy rất là tích luôn nha. Đang kia là xúc khỏe hả lô? Hả? Thì sao xây dựng cái tao cái thùng là tiến tao lên. Các bác ai nhu cầu thì ới về cho em nha. Để em cung cấp em báo giá cho anh nha. Lưới đốn nha. Lưới nó lưới đúng nha, đúng đúng lưới. Đây như này này, đường ngắn tốn luôn. Đường chọc trời luôn. Đùi nó khá đẹp này anh em nhé. Mày cái con cho mày phới là mày phới. Không cho mày phới thì mày lại nhảy vào. Mình cũng ốm được 2-3 hôm nay thì cũng không thời gian để lên chút video để cho anh em cùng theo dõi nhá. Ngủ được 1-2 ngày nay, sáng nay bắt đầu dậy được tí. Mình vẫn chưa đi vào bản đi tuyển chó cho anh em được. Hả? Nó đang cái ạ? À? Hả? Bà chân hả? Mà kì mù lại chứ mù mà.
Sau đó là mình đưa các bác vào xem em chọn sang hiêu của mình. Ai có nhu cầu rồi thì ơi cho mình. Nhu cầu thì ơi cho mình. Để mình đây. Em sang hiêu của mình đây. Hay có nhu cầu thì báo cho mình nhé, để mình cung cấp cho anh em về những cái giá đẹp nhất cho anh em muốn sở hữu một chú chó mà làm việc tốt, ok cho anh em thì. Con này hiện tại nó khoảng 4 tuổi rồi nhá anh em nhá. Mình ốm mà, không ốm thì 2-3 ngày nữa mình cho đi cùng đai của mình đi vào rừng để thực tế cho anh em theo dõi nhá. Đây. Con à, xếp tay tủ tay về con ở. Con à. Con à. Đây ạ. Dạ, anh em. Em này em cho non hả anh em? Đây. Em cho non ở nhà mình. Em này thì chuyên môn về dê với lại lợn nhá. Cáng dê cáng lợn kinh khủng. Em này là mình mới bắt về, mình chưa mang đi test đâu anh em ơi. Chỗ này là họ gọi mình đi mua là chuyên môn về cắn dê với cắn lợn, nên là người ta không thể giữ được, người ta để lại cho mình. Giờ mình chưa dám sờ vì lúc bắt về quá a luôn. Để quay quen tí mình sẽ cho đi cùng con đai của mình. Pha 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 phà. Đấy, tái rất là thất bản luôn. Nhà này mình khẳng định với anh em là về là xong tốt luôn nhá. Bây giờ là mình chưa mang đi chưa mang đi test được. Để nó quen thì đây em này rất là dữ, nên là mình chưa cho đi được anh em nha. Đấy. Đầu thủ hiền hiền lành khi đã quen này. Đấy. Yeah.
là gì vậy? Đây nha, cho anh em nhìn kỹ vào, nhu cầu thì ở cho em, em báo giá cho anh em nhé. Đấy, em này là em chuyên môn về hưu, chuyên môn về hưu nha anh em nha. Đi nữa cho bà dừng sẽ cho em này đi trực tiếp luôn cho anh em cùng theo dõi nha các bác nha. Lát nữa mình sẽ quay một chút video tiếp theo để cho anh em cùng theo dõi. Rồng đó thì nhẹ là hô to nồng đó, cái đa là để ốc chậu cấu xuống này chỉ cho cho một xíu âm bua để suy thở gió mà y tự cho chậu chậu cấu lỏ xuống đó. Vàng này nhận tích nha anh em nha, em tích luôn. Cảm giác rất là buồn. Giờ mình cũng đang muốn bắt nhiều về, bắt nhiều về thì lại khó quá anh em ạ, nên là giờ anh em ai nhu cầu mà mua ấy thì cứ liên hệ qua cho mình để lấy những cái số điện thoại, à để lấy số Zalo để mình chuyển qua Zalo cho anh em thôi anh em nhé. Mình gửi những video ngắn cho anh em cùng theo dõi thôi. Thì ai mua nào thì mình chuyển con đấy thôi. Còn bình thường là nếu mình bắt về nhiều thì rất là tốn cơm anh em ạ, ăn cơm viết cực kỳ nhiều. Có khi bắt của cả khách rất là nhiều, à bắt của anh em ngoài rất là nhiều luôn. Chó nhà mình thì bán rất là chậm, anh em bắt rất là chậm. Nên mình cứ coi video để cho anh em theo dõi, mà anh em nhu cầu con nào thì mình để bán con đấy thôi. Con này mới mới đã khỏi cực kỳ to nha anh em nha, mới khá là đẹp luôn. Em này sang hóa thì bắt hơi cực kỳ tốt nha anh em nha, chơi cả hơi lạnh nha anh em nha, bắt đầu có hơi mới rồi, bắt đầu sủa rồi các bác nha. Chó bướm bông lau, đuôi nó thành bông lau luôn anh em nhé.
kinh khủng của chó này. Nhảy xuống này. Thì cho ra ngoài cho mày phá ngoài này nhá. Để cho anh em vào xem em cái này. Cho. Em cho cái nhà mình mua về để phối rỗng. Nhìn số 6 này thôi. Sang heo thì ăn quá nhiều heo luôn này anh em ạ. Chạy tí. Bé mà chạy ti luôn nha. Ngày mình ốm tật thì đang bị sốt. Là ngày mình chỉ quay một chút cái video để cho anh em cùng theo dõi thôi nhé. Mình cũng chưa thời gian để làm nhiều cái video hay nhất để cho anh em cùng theo dõi nha các bác nhé. Có gì mong các bác hãy thông cảm cho mình nhé. Video của Cú thì xin đến đây kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các bác nhé. Mong các bác hãy like và đăng ký, ấm nút thích để cho mình nhé. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại những video sau nha.